Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái mind map về cái lập kế hoạch kinh doanh cho ngành thời trang. Thế thì tại sao tôi lại làm cái video này? Bởi vì là ngày hôm qua thì tôi có một bạn nhân viên xin nghỉ việc ở công ty. Đấy, bạn ấy cũng có muốn là anh ơi bây giờ em muốn làm kinh doanh thời trang. À, thì tôi đang làm ở một công ty thời trang thì họ cũng rất là muốn hỏi cái ý kiến của tôi. Và nói rằng là mình có thể là suy nghĩ về việc là cùng nhau hợp tác bán hàng kinh doanh thời trang thì theo cái cách nhìn nhận của bạn ấy thì nó cũng rất là dễ dàng chỉ đơn giản là đi đặt sản xuất sau đó thì bán đưa lên Facebook bán thế là xong thế thì cái cách nhìn nhận như vậy thì tôi cho rằng là cũng còn nhiều cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc và suy nghĩ bởi vì kinh doanh bây giờ nó cũng khó hơn ngày trước rất nhiều nhất là trong bối cảnh đại dịch như thế này và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 lúc 22 giờ 42 phút, các bạn có thể nhìn thấy và ở Hà Nội đang giãn cách xã hội. Và tôi sẽ làm cái video này hướng dẫn rất là chi tiết cho các anh chị và các bạn. Là các anh chị và các bạn khi mà lập một cái kế hoạch kinh doanh thì sẽ cần những cái mục lục gì và chúng ta cần những cái điều gì cần phải viết ra, cần phải vẽ ra con đường. Vâng, đây dự án kinh doanh thời trang Phan Anh à, tên tôi là Phan Anh là giảng viên đại học là một chuyên gia về marketing à, các bạn sẽ được biết về tôi sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách lập một kế hoạch kinh doanh thời trang và tôi có lấy một cái kế hoạch kinh doanh thời trang là thời trang nam thì những cái kế hoạch kinh doanh khác các bạn sẽ làm tương tự các bạn sẽ làm tương tự theo cái sơ đồ này và cái sơ đồ này cũng rất là thực chất và thực chiến nếu mà các bạn làm kinh doanh rồi và các bạn có kinh nghiệm rồi thì các bạn nhìn vào đây các bạn mới thấy rằng là những cái nội dung cái đề mục mà tôi đưa ra nó rất là thực chất và rất là thực chiến nó giúp ích cho các bạn được rất nhiều, giúp cho các bạn hình dung ra được con đường, hình dung ra được kế hoạch chứ không phải là hứng lên một cái là ngày mai là các bạn mở, các bạn bỏ tiền ra. Rất nhiều bạn du học sinh cũng là học viên của tôi đi về kinh doanh thời trang thua lỗ 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ là chuyện bình thường. Đúng không ạ? bởi vì chúng ta mở cửa hàng ra chúng ta nhập hàng hàng tồn kho à, mặt bằng thì vẫn phải thuê vẫn phải trả đó vân vân chúng ta không nghĩ được cách bán chúng ta không tính được các cái rủi ro vân vân đó đúng không ạ thì đầu tiên cái nhánh đầu tiên là ta nói về chiến lược sản phẩm đó thế thì về trong chiến lược sản phẩm đầu tiên là ta sẽ nói về thời trang nam à ta chọn cụ thể là thời trang công sở dành cho nam trong thời trang nam thì nó sẽ chia ra cũng rất là nhiều phong cách phong cách casual wear hay là street wear hay là business hay là casual business đúng không ạ hay là thậm chí là fashion for all tức là một cái phong cách thời trang cho tất cả mọi người à, hoặc là có thể sản xuất rất là đa dạng thế thì ở đây là tôi muốn đi vào một cái nhánh một cái dự án kinh doanh nhỏ một cái nhánh đó là cái công sở thế các bạn thích những cái nhánh khác thì các bạn có thể thêm vào đây được chưa ạ ví dụ như là chuyên về jean chẳng hạn như là jeans việt họ cũng có thể làm hay là à, chuyên về à, đồ casual wear hay là chuyên về đồ hàng hiệu fake nhái kiểu kiểu như thế hay là chuyên dành cho dân chơi hay là chuyên Hàn Quốc kiểu kiểu như đấy đều cũng là những cái dự án à, mình cũng làm nhỏ thôi và sẽ mở rộng ra dần dần. À, thứ hai, sau khi mình xác định được là mình kinh doanh thời trang nam là nhóm ngành hàng công sở. Còn sau này mình lớn mình có thể mở rộng đúng không ạ? Thì ra sẽ nghĩ đến cái thương hiệu chúng ta sẽ nghĩ đến cái thương hiệu chúng ta đặt một cái tên tên thương hiệu có thể là tên của chúng ta tên viết tắt của vợ chồng tên viết tắt của con cái à, một cái ký hiệu ký tự mà mình thích à, hoặc là một cái tên mà mình thích hoặc thậm chí là tên là Phan Anh luôn cũng không sao cả đúng không ạ thời trang công sở Phan Anh vân vân tên tôi là Phan Anh tôi đặt tên thôi hoặc không thì PA đúng không ạ vâng PA fashion ví dụ thế vâng ở đây tôi đưa cho các bạn một số cái tên các bạn có thể suy nghĩ đúng không ạ để cho thấy rằng là cái thương hiệu là nó rất là quan trọng đúng không ạ và các bạn sẽ cứ thế làm theo cái hướng mai mép mà tôi đưa ra ví dụ như là m 28 là messi gm goodman hay là mr handsome mr simple vân 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 abc nhưng mà khi chúng ta chọn một cái tên thì chúng ta nhớ kiểm tra về việc đăng ký bảo hộ đó chúng ta sẽ kiểm tra về một đăng hữu bảo hộ trí tuệ ví dụ như là chúng ta chọn một cái tên là tôi nói ví dụ thôi chúng ta chọn tên là ON chẳng hạn thì rõ ràng nó đã có cái thương hiệu ON đấy rồi đấy, thế thì khi mà chúng ta có cái thương hiệu ON đấy rồi thì à, chúng ta sẽ không thể nào đăng ký được thương hiệu nữa đó chúng ta lưu ý cái điều đó hoặc là chúng ta check trên các cái fanpage các website đúng không đấy, để có thể đăng ký được website đấy nhiều người thích một cái tên à, tên là Moon rồi tên là Sun rồi tên là uh, Handsome sau đó thì đến lúc đăng ký tên miền thì không còn nữa thì à, cũng rất là khó phát triển cho mình đó nha thì nên tính những yếu tố đấy sau khi chúng ta chọn được cái tên rồi thì chúng ta sẽ thiết kế logo đấy, màu sắc rồi logo thương hiệu để in trên bao bì nhãn mát đúng không slogan à, thì ở đây tôi có luôn một cái slogan là <laughs> be the good man đúng không ạ à, hãy trở thành một người đàn ông tốt à. hay là be the great man hãy trở thành một người đàn ông vĩ đại đúng không ạ hay là be the handsome man hay là stylish man đúng không ạ à, hãy trở thành một người đàn ông có phong cách ok cái gì cũng được à, slogan chúng ta chọn hay là thời trang thật là đơn giản hay thời trang cho phái mạnh hay là thời trang là cuộc sống đúng không ạ hay là i am the fashion à, tôi là thời trang luôn rồi trong phần sản phẩm thì chúng ta sẽ tính đến thiết kế bao bì nhãn mát cách thức đóng gói đúng không ạ ví dụ như là plastic ví dụ như là cả bìa các tông rồi uh, những cái tem mát tem sườn uh, chúng ta sẽ in ra để chúng ta tính đúng không ạ về về mặt số lượng in tối thiểu để chúng ta đầu tư nó không bị tốn chi phí in ấn thế rồi thì cái phần mà bao bì nhãn mát đó rồi thùng các tông đó ví dụ nếu có để mình đóng hàng ấy thì mình sẽ để ở đâu mình sẽ đặt sản xuất với ai đúng không ạ vâng Đấy, nhà cung cấp rồi ok xong phần bao bì nhãn mát cái nào đây nhá tôi gạch ra những cái thì các bạn phải điền tiếp vào các bạn phải điền các thông tin các chỉ số vào đây nhá ok sau đó tôi phân tích khách hàng mục tiêu ví dụ như là khách hàng là nam giới địa lý là tôi sẽ bán online toàn quốc hoặc sau này tôi sẽ có thể mở shop Đấy, tôi có thể mở shop nhưng tôi sẽ bán online trước Đúng không ạ? Và ưu tiên là tập trung vào các cái tỉnh và thành phố trên toàn quốc những cái tỉnh thành phố mà có dân cư lớn, có cái mật độ dân số lớn, có những cái khối lượng công việc, ví dụ như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam, vân vân hoặc là các cái thành phố trực thuộc trung ương. Đó thì chúng ta ưu tiên còn về nguyên tắc là bán cả nước là đều được. Tuổi thì chúng ta có thể là nhắm chọn tuổi từ 20 cho đến 40 hoặc thậm chí là 20 đến 45. Đó Đối tượng nghề nghiệp ở đây là công sở, công chức và công chức hoặc công thức Đấy. nhân viên văn phòng à, hoặc là nhân viên tự do đúng không ạ? Vân vân, những người mà ưa thích cái sự đơn giản, giá cả hợp lý bởi vì tôi đã hướng tới cái phong cách thiết kế sẽ là đơn giản. Thu nhập có thể là từ khoảng 5 đến 20 triệu một tháng. Bởi vì thu nhập cao hơn họ có thể sẽ xài cái hàng cao hơn, đúng không ạ? Thí dụ như bản thân tôi thì tôi thường xài cái hàng có cái mức giá cao hơn và có cái thương hiệu mạnh hơn. Đấy. À, thích phong cách thời trang công sở đơn giản, giá rẻ, tiện dụng, thay đổi hàng ngày. Và chúng ta sẽ phân tích là khách hàng họ sẽ mua theo phương thức nào, mua ở kênh nào? Ví dụ kênh Facebook, kênh web, kênh TikTok, kênh Zalo, kênh sàn thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada đúng không ạ? Thì sau này chúng ta phân tích và chúng ta sẽ chọn kênh và chúng ta sẽ phát triển kênh họ mua hàng vì lý do gì? Ví dụ như chất liệu đẹp đúng không ạ? Hay giá cả hay là mẫu mã đa dạng hay là thái độ phục vụ tốt, vân vân. Rồi họ khi mua hàng khi nào? Họ sẽ mua hàng vào những thời điểm nào trong năm, trong ngày, trong tháng? Điều gì khiến họ mua hàng đúng không ạ? Điều gì họ có thể thu hút được họ? Ví dụ thu hút về hình ảnh, thu hút về chất lượng, thu hút về cách tư vấn, thu hút về chương trình đổi trả đúng không ạ? Vân vân làm sao mà chúng ta có thể thu hút được nhanh nhất, rẻ nhất và với cái số lượng người lớn nhất thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi vào đây. Chúng ta có lợi thế gì trong kinh doanh? À, phong cách của sản phẩm thì các bạn có thể tính đến là ví dụ như phong cách cơ sở rồi này, à, thì chúng ta hình dung ra ví dụ sơ mi, quần âu, à, một màu rồi thì kẻ caro sọc kiểu kiểu những cái rất là đơn giản như vậy, à, không màu mè, không hoa hè, hoa sói, phong cách slim fit một chút, đúng không ạ? may kỹ lưỡng. chất liệu vải cũng tương đối là được. có tính ứng dụng cao, có thể đi làm, có thể đi chơi, có thể đi ăn cỗ rồi đi chơi với người yêu vân vân, thậm chí là đi đòi nợ. Ok. Mình có thể bắt chước cái phong cách thời trang của Zara, HM, thời trang công sở Hàn Quốc và công sở Trung Quốc. chúng ta cũng có thể là có những cái website tham khảo đây. Chúng ta có những website để tham khảo. Đó, mẫu mã đúng không ạ? hoặc là đối thủ phong cách cũng sẽ phải cập nhật xuống thời trang mới nhất chúng ta vẫn đang nói về phần chiến lược sản phẩm và và cái nhánh tiếp theo là nhánh về dòng sản phẩm thế thì nhóm nhánh về dòng sản phẩm ở đây thì ví dụ như ta có thể chọn là gồm có quần âu này áo sơ mi này áo khoác này veston hay comple này đó thế thì ví dụ như quần âu này chúng ta phải định lượng ra được là có bao nhiêu mẫu này bao nhiêu màu này kiểu dáng này chất vải này đấy mức giá này đúng không ạ? rồi thì đặt sản xuất tối thiểu bao nhiêu hàng trên một mẫu chúng ta phải viết hết ra đây, nhá phải tính toán, phải tính toán hết đấy, giá cả sản xuất bóc tách ví dụ như là giá vải này, giá công sản xuất này, giá bao bì, giá nhãn mát này, giá vận chuyển này, giá lưu kho để về đến mình là bao nhiêu, đúng không ạ? chúng ta phải biết được từng chi tiết như vậy để chúng ta biết là có thể tiết kiệm được cái gì tương tự như thế áo sơ mi thì dài tay, cộc tay rồi chia ra một màu đúng không ạ, rồi chia theo màu đấy, một màu rồi chia theo kẻ, rồi thì chia theo kiểu cổ, cổ đức hay cổ nhật đấy, rồi thì chúng ta có thể là có những cái phong cách vải này vải kia, đúng không ạ, rồi thì chúng ta viết kỹ hơn đúng không ạ, theo vải này, theo màu này, theo kiểu này, vân à, vân, thì chúng ta bắt đầu đi chi tiết hóa ra, thì chúng ta phải biết được là chúng ta cần phải sản xuất bao nhiêu mẫu, bao nhiêu màu loại vải và giá định giá của chúng ta trong cái dòng sản phẩm áo khoác thì chúng ta có thể bán măng tô này bán đờ mi này hoặc là bán những cái áo khoác thông thường đúng không ạ tiếp tục là vestông hoặc com lê thì chúng ta có thể may những cái vest tông com lê dòng giá rẻ hiện nay thì giá thị trường nó may khoảng 600 đến một triệu một cái bộ may như vậy hoặc là đấy là may đẹp thế còn nếu không thì may bình thường thì nó chỉ khoảng độ ba bốn trăm ngàn là đã có được một cái bộ vestông rồi đồ nữ thì như bên tôi may thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 300 hơn trăm ba nghìn hơn 300 nghìn một cái set bộ gồm một quần một áo và một áo hai dây đồng màu đấy gọi là gọi, gọi là bộ vest nữ vest nữ đúng không ạ gồm 3 món mà cũng chỉ hơn 300 nghìn giá sản xuất thôi đấy, các bạn có thể đặt hàng sản xuất bên tôi được bên tôi có xưởng may lớn và có các cái hệ thống đơn vị gia công đấy, thế thì À, tôi chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm như là những kinh nghiệm rất là sương máu à, nhiều năm kinh nghiệm và đang làm thực chiến rồi đúng không tương tự như thế à, số lượng mẫu số lượng màu kiểu dáng Đấy, rồi thì những cái họa tiết những cái chi tiết nó thay đổi ví dụ nó chỉ thay đổi một cái khuy, một cái áo rồi một cái uh, cổ tay kiểu kiểu như vậy và cũng sẽ phải có giá sản xuất bóc tách ra à, phụ kiện chúng ta có làm không đúng không ạ ví dụ phụ kiện thì gồm dây lưng ví da giày Mũ túi sách vân vân đúng không ạ Thế nếu mà chúng ta chưa có vốn thì chúng ta đừng quan tâm vội Bởi vì như vậy vốn nó sẽ lớn đúng không ạ Và sau này chúng ta lớn hơn thì chúng ta làm Thế còn trước mắt thì chúng ta chỉ tập trung vào quần áo Thế là đủ đúng không ạ Quần áo và chúng ta có thể sản xuất thêm những cái quần ngủ Dành cho nam chúng ta tặng Để làm chương trình khuyến mại sau này Rồi Thế thì mẫu mã thì ai là người chọn Ai là người duyệt Vải thì ai chọn vân vân vì sao lại chọn mẫu đó, vải đó, giá đó? Đấy, thì tốc độ ra mẫu như thế nào? Đúng không ạ? Tốc độ ra mẫu đổi mới đấy. <laughs> như thế nào chúng ta phải tính. Ok. Đến nội dung tiếp theo trong phần chiến lược sản phẩm đấy là đặt sản xuất đúng không? Thì chúng ta phải tính được thời gian sản xuất là bao nhiêu ngày, ví dụ 5 ngày là sản xuất được cho một cái lô hàng 300 500 hàng hay là 200 hàng, ví dụ thế số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu ví dụ ba chục năm chục một trăm mình phải làm việc với nhà sản xuất à, thứ hai nữa là mức giá tối thiểu ví dụ 100 trăm hai trăm ba trăm nghìn cho một món bây giờ bán một cái áo sơ mi thì mình đặt sản xuất khoảng 120 trăm hai nghìn mình bán hai trăm rưỡi nó rất là hợp lý đúng không ạ à, hoặc là mình sản xuất đẹp lên một trăm rưỡi thì mình bán khoảng 300 thì là bán được à, cao hơn thì cũng đã sẽ có những tập khách hàng khác ok à, nhà sản xuất là đơn vị nào ví dụ thầy Phan Anh có nói là thầy Phan Anh sản xuất thì phải đến thăm làm việc năng lực như thế nào giá cả rồi máy móc đúng không ạ rồi cái mức độ giao hàng cái khả năng uy tín Đấy, cần phải gặp gỡ làm việc xem xét đánh giá quay phim chụp ảnh lại chứ không nghe nói mồm đúng không ai chả nói hay rồi phải có hợp đồng sản xuất đặt hàng đặt cọc ký đàng hoàng à, chúng ta cần quan tâm đến các điều khoản đổi trả hàng lỗi thanh toán vân vân ok rồi sau khi đặt hàng sản xuất thì chúng ta phải nhận hàng đúng không ạ chúng ta nhận hàng tại đâu ai kiểm tra sản phẩm như nào thì được coi là được sản phẩm như nào thì được coi là lỗi rồi quy trình đúng không quy trình đổi trả hàng lỗi rồi thì các cái vấn đề về thanh toán vân vân chúng ta cũng sẽ phải đề ra ở đây tiếp tục là vấn đề về tồn kho trong sản xuất thời trang thì là một vấn đề rất là lớn đúng không hầu hết mọi người đều biết là làm thời trang thì rất là lãi. thế nhưng mà làm thời trang thì cũng sẽ có một cái vấn đề đấy là tồn kho nó rất nhiều. Đấy. thế thì chúng ta cần phải quan tâm đến hàng tồn kho. chúng ta cần phải quan tâm đến hàng tồn kho. ví dụ như là chúng ta sẽ tính đến tồn kho tối thiểu. À, chúng ta cho phép là bao nhiêu tối đa là bao nhiêu. Đấy. làm sao mà chúng ta có thể bán hàng mà không có tồn kho thì càng tốt. À, không có hàng tồn thanh lý dứt điểm. sau đó thì chúng ta à, sang mẫu mới Đấy, đúng không ạ dứt mã luôn rồi ví dụ như là vậy thì ai đóng hàng ai quản lý kho ai kiểm đếm phần mềm gì đúng không ok tiếp tục Đấy, dùng phần mềm gì ok đó rồi thế thì còn bao nhiêu hàng trong kho thì đặt sản xuất tiếp ví dụ mẫu đó bán chạy đúng không ạ căn cứ vào những cái điều tiêu chí gì đúng không ạ sản lượng đặt là bao nhiêu tại sao lại đặt số lượng như vậy dựa trên những cái phân tích nào đó chứ không phải làm tù mù đâu nha tất cả làm tù mù là đều xin lỗi là bốc xít hết được chưa ạ vâng kho hàng đặt ở đâu nhà ai tính phí kho như nào có tính phí hay không tính phí và bao nhiêu tiền đúng không ạ giá kệ đầu tư giá kệ nhân sự để làm ok xong đấy là vấn đề về sản phẩm chiến lược sản phẩm thứ hai là về chiến lược giá đúng không ạ chiến lược giá thì các bạn có thể nhìn thấy đây trong chiến lược giá thì chúng ta cũng có cái nhánh màu xanh này rất nhiều nhánh à, bao gồm là <laughs> khoảng giá giá thành sản xuất giá bán lẻ giá khuyến mại chương trình khuyến mại cấu trúc chi phí điểm hòa vốn doanh số vân vân thì nó đều là tôi đưa nó vào cái phần chiến lược giá cấu thành giá đúng không ạ đầu tiên thì chúng ta cần phải có file Excel đấy, rõ ràng cho từng cái giá của sản phẩm và chúng ta dự kiến dự kiến cái gì? Giá sản xuất có bóc tách như tôi vừa nói đúng không ạ? Bóc tách là gì? Vải công rồi ship rồi hàng tồn vân vân. chúng ta sẽ dự kiến cái phương thức giá bán lẻ. Ví dụ như là chúng ta nhân 2 hay nhân 3 hay nhân 5 so với giá nhập đúng không? Hay là chúng ta nhân 1,5, đấy là chúng ta quyết định và chúng ta phải chạy công thức làm sao mà tại sao chúng ta chọn nhân 1, chúng ta lại chọn nhân 2, chúng ta lại chọn nhân 3 hay nhân 1,7 thì chúng ta phải biết chúng ta phải có cái 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 tính toán định lượng hết à, và bây giờ thì khách hàng luôn luôn muốn khuyến mại đúng không ạ thế thì chúng ta sẽ có khuyến mại hàng ngày là bao nhiêu phần trăm ví dụ 5 đến 10 phần trăm đúng không ạ khuyến mại theo tuần à, trong một tháng thì phải có khuyến mại tháng trong một quý phải có khuyến mại quý và hết mùa thì phải xả kho phải thanh lý vân vân đúng không thì cái này chúng ta cũng phải tính luôn trong cái phần chiến lược về giá à, chương trình khuyến mại thì chúng ta cũng sẽ viết sẵn trong một tuần một tháng một quý luôn để chúng ta biết là ngày mai chúng ta sẽ làm gì chứ không phải là đến lúc ngày mai hết chương trình lại ngồi nghĩ đúng không ạ chúng ta nghĩ hết ra làm sẵn một năm có 52 tuần chúng ta có thể tung ra luôn 52 chương trình khuyến mại tôi có một cái chương trình tôi có một cái khóa học tôi có một cái khóa học là 52 tuyệt chiêu khuyến mại và tại, tại sao lại 52 tuyệt chiêu khuyến mại bởi vì một năm có 52 tuần thì làm luôn 52 tuyệt chiêu khuyến mại thế là khỏi phải nghĩ thì các bạn có thể liên hệ với tôi để mua cái khóa học này mà học để làm bán lẻ rất là tốt cấu trúc chi phí đúng không ạ cấu trúc chi phí ở đây này, là về phần tài chính nó cũng không hẳn là về phần giá nhưng mà tôi đưa luôn vào đây cho tiện ví dụ như là chúng ta phải tính được uh, giá vốn hàng bán đúng không ạ giá vốn hàng bán tức là chúng ta nhập 100.000 Đấy, chúng ta sẽ bán 300.000 thì đấy gọi là giá bán lẻ Trong 300.000 đấy thì lợi nhuận uh, của chúng ta là lợi nhuận gộp là 200.000 uh, Lợi nhuận dòng là bao nhiêu chưa biết thì phải tính các cái chi phí nữa Ví dụ như là chi phí nhân viên đấy, bao nhiêu người chia bình quân ra chi phí quảng cáo Facebook, Google để bán hàng bao nhiêu chia, chia bình quân tỷ lệ ra phần trăm à, chi phí văn phòng điện nước nếu có bao nhiêu lợi nhuận kỳ vọng ví dụ như muốn lãi 10% 15% các cái chi phí khác nếu có đúng không ạ chi phí hàng tồn đấy, rồi chi phí sản xuất media ví dụ như là phải thuê người mẫu chụp lookbook làm video À, rồi thuê nhiếp ảnh ra Thế còn nếu mà mình lại sinh nữa, mình lại tự chụp trước gương nữa thì tiết kiệm quá, đúng không? Vâng, đấy thì cố gắng là tự làm cho nó uh, tiết kiệm nếu mà là được, đúng không ạ? Ok. À, chi phí khấu hao máy móc tài sản, ví dụ như MacBook tôi đang dùng quay cho các bạn thì tôi phải khấu hao, chi phí đầu tư mới, chi phí đầu tư mới hoặc là tái đầu tư, đúng không? Ví dụ như làm ăn được thì mở rộng, mua phần mềm mua thêm máy tính, thuê thêm nhà xưởng. và chúng ta bắt buộc phải làm một cái bảng Excel chi tiết. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng Excel nữa, đúng không ạ? Và trong cái kế hoạch này của tôi phải có rất nhiều các bảng Excel phân bổ thì chúng ta mới 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 hình dung ra được một cái kế hoạch kinh doanh. À, tính điểm hòa vốn cộng tất cả các khoản chi phí lại chia bình quân cho 30 ngày thì sẽ ra doanh số doanh số bán từng ngày nhân hóa đơn để chúng ta biết được điểm hòa vốn chúng ta phải biết được bán được bao nhiêu tiền với lợi nhuận bao nhiêu với hóa đơn bao nhiêu thì đạt điểm hòa vốn được chưa ạ và cái điểm hòa vốn đấy có cao hay không có khó hay không nếu mà dễ thì chúng ta tự cân nhắc còn nếu mà khó cao quá thì chúng ta phải thấy đánh giá là rủi ro rất là cao đấy. và chúng ta cần phải tính doanh số dự kiến kể từ tháng đầu tiên và trong 12 tháng tiếp theo ví dụ như là tháng 10 chúng ta định start up tháng 10 năm 2021 đúng không ạ? thì chúng ta định start up, thì chúng ta sẽ tính doanh số trong 12 tháng tiếp theo, à, chúng ta sẽ phân bổ dự kiến à, và chúng ta sẽ chạy cái bài toán tương ứng à, với doanh số này, với sản lượng này, với mẫu mã này, à, với mức giá bán này vân vân mình phải tính được hết tất cả như thế. À, tôi có những cái file như vậy, tôi có những cái file như vậy nếu mà các bạn à, tham gia vào cái khóa học của tôi hoặc là các bạn à, thuê tôi tư vấn hoặc là tôi sẽ dạy cho các bạn một một Đấy, thì hoặc là thuê tôi cố vấn startup cho các bạn kinh doanh cho các bạn thì tôi có đầy đủ tất cả những cái file như thế các bạn có thể xem ok đấy là về chiến lược giá và một số những cái cấu trúc về chi phí điểm hòa vốn mục số 2 <laughs> tiếp theo là cái nhánh màu tím kênh phân phối và bán hàng nhánh màu tím đúng không ạ chúng ta nhìn thấy ở đây mục số 3 là kênh phân phối ví dụ như là ta phát triển kênh web chúng ta đầu tư một cái trang web hết bao nhiêu tiền nội dung hình ảnh như thế nào đấy có tính năng thương mại điện tử đăng hình đăng bài seo bài học kỹ năng về seo đúng không phải học thì mới làm được đấy, chạy google tìm kiếm đấy, ai phụ trách kế hoạch chi tiết như thế nào nha tốn kém ra sao có cả ngân sách nữa mỗi một công cụ đều phải tốn ngân sách tiếp tục facebook đúng không ạ Facebook thì ta sẽ triển khai nhiều kênh, kênh fanpage, kênh Facebook cá nhân, kênh group, kênh marketplace, kênh quảng cáo, livestream và và chiến lược của tôi là sẽ tập trung vào Facebook quảng cáo để bán hàng à, thì tôi cũng có rất là nhiều những cái uh, thông tin hình ảnh cho các bạn xem là uh, tôi có những cái uh, khách hàng học viên người ta chạy quảng cáo rất là rẻ đó ví dụ như là fanpage thì chúng ta tạo page thương hiệu của chúng ta đúng không? Ví dụ như là thời trang công sở Phan anh ví dụ thế đấy mình lập fanpage mình phát triển group mình phát triển page cộng đồng để mình thu hút khách hàng mình bán chéo vân vân bán trên các cái page mình có đi comment dạo đấy. trên các cái page khác thì cũng sẽ cần phải có kế hoạch làm việc. Nếu ngày comment bao nhiêu lượt ở trên những page nào phải đủ KPI ra. Ok nhá. Yeah. Thế thì tôi sẽ cho các bạn xem cái Tôi sẽ cho các bạn xem cái một số những cái giá thầu đây. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy ngày 26 tháng 8 năm 2021. Đấy. Học viên của tôi chủ một cái cửa hàng thời trang trong đại dịch luôn nhá, vẫn đang trong dịch. Đó, 50.000 tiếp cận nhưng thu được 591 cuộc trò chuyện và giá thầu là có 2.300 đồng một tin nhắn cho một cuộc trò chuyện và các bạn có thể nhìn thấy đây là fanpage xin lỗi đây là Facebook cá nhân của tôi đây là Facebook cá nhân của tôi ở địa chỉ fan Anh Online và các bạn nhìn thấy đây đúng không ạ các cái fanpage mà tôi đang cầm nổ tin nhắn liên tục nổ tin nhắn liên tục đó chạy rất là rẻ đây một cái bài khác ngày 11 tháng 8 tiếp cận được 59.868 lượt sắp xỉ 60.000 đi đúng không ạ thu được 829 tin nhắn giá có 2001 đúng không ạ sắp xỉ 2002 đấy Thế thì tôi mới nói là gì tại sao chạy quảng cáo nó rẻ chúng ta phải tập trung vào đây thế thì cái này các bạn cũng phải học nha các bạn phải học một cái khóa học à, bán hàng trên Facebook và quảng cáo trên Facebook OK, Thì cái khóa học này các bạn học tôi được chưa ạ? Tôi là một chuyên gia hàng đầu về quảng cáo trên Facebook từ năm 2010 đến bây giờ là 11 năm kinh nghiệm rồi. Đấy. Các bạn có thể không tin nhưng mà tôi sẽ nói các bạn nghe Facebook có mặt tại Việt Nam từ năm 2008 và tôi là một trong những người gần như là tiên phong đầu tiên tại Việt Nam mà chạy quảng cáo Facebook cũng như là dạy chạy quảng cáo Facebook. Đấy. Các bạn có thể xem Facebook cá nhân, xem trang web hay là YouTube của tôi để các bạn có thể kiểm chứng đúng không ạ hoặc là sợt thông tin à, các bạn có thể triển khai livestream à, có lịch trình à, tôi có kế hoạch rất là rõ ràng có đầy đủ các file livestream cho các bạn có kế hoạch cho các bạn à, rồi cũng có thể chạy quảng cáo livestream trực tiếp à, Facebook cho chạy cũng tăng lực lượng tương tác rất nhiều thế rồi thì phát livestream nguội à, dùng phần mềm để phát livestream cũ để bán hàng cắt ghép video để bán cũng rất là tốt nha và các bạn nên tập trung vào kênh facebook ad cộng với lại kênh web đó sau đó là cũng sẽ có thể cân nhắc thêm một số kênh khác giới trẻ thì gồm có kênh tiktok đấy, tiktok thì cũng giống với facebook thôi cũng sẽ có nền tảng là tiktok business và tiktok profile tức là cái trang cá nhân đấy thì chúng ta phát triển cả hai và chúng ta cũng có tiktok app chúng ta cũng có thể học chạy quảng cáo thì tôi cũng thể hướng dẫn cho các bạn Đấy, shopee cũng như vậy chúng ta mở shop trên này và chúng ta chạy quảng cáo nội sàn ngoại sàn rồi tìm cách để lên shopee mo bán cũng rất là ổn tôi cũng sẽ có kế hoạch chi tiết cho các bạn tôi tất cả những cái tài nguyên này tôi đều có kế hoạch đều có công cụ và đều có file tài liệu cho các bạn để các bạn có thể lập ra một cái kế hoạch kinh doanh và học toàn bộ những cái thứ này rất là hiệu quả để giảm những cái cái cái, cái uh, chi phí không đáng có, thứ hai là tăng cái cơ hội thành công. và các quan trọng là các bạn biết rằng là lập một cái kế hoạch kinh doanh, triển khai một cái kế hoạch kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực thời trang là nó kỹ như thế nào, đúng không ạ? Đây là tôi đang làm cho các bạn cái những cái master plan dạng là sơ đồ tư duy, sơ đồ mind map như này rất là dễ kênh Zalo đúng không ạ? Bạn cũng có Zalo cá nhân để chăm sóc khách hàng, Zalo hội nhóm để chăm sóc khách hàng, dùng Zalo OA để mà à, gửi để mà gửi tin nhắn cho khách hàng, đấy vân vân. Hoặc là chúng ta cũng có thể chạy Zalo quảng cáo, đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Zalo quảng cáo cũng không hiệu quả lắm nên các bạn cần phải cân nhắc. Đấy. Shopee thì nếu mà các bạn lên được thì nó rất là tuyệt vời và chúng ta cũng sẽ phải học cách bán hàng trên Shopee riêng. Rồi, sau đó thì chúng ta tiếp tục là lập kế hoạch công việc chi tiết theo từng tuần cho từng kênh và thiết lập các chỉ số đo lường KPI, đúng không? Key performance indicator là chỉ số đo lường hiệu quả. Đó. Và chắc chắn là nó phải là một file Excel hoặc là một file My Map như thế này. Đấy. trong đó thì có phải có trả lời là ai phụ trách, kế hoạch như thế nào, bao nhiêu tiền làm gì để đạt được và cái chất lượng nó như thế nào chúng ta mô tả ra tiếp tục đấy là về media đúng không chúng ta cần phải chụp ảnh tự làm hay thuê như vừa nãy ta nói tự làm thì là ai làm có kỹ năng gì để phù hợp nếu mà ta tự làm người ta phải học chụp ảnh học quay phim học biên tập video một chút không phải là startup nó dễ đâu phải tự làm hết đấy cũng phải tự làm mẫu phải tự chụp ảnh rồi tự chỉnh sửa phần mềm gì edit video tiktok ra sao đúng không nếu mà thuê thì thuê team nào có số điện thoại chưa giá cả ra sao đã test được họ chưa Đấy, vân vân nhưng mà khởi nghiệp thì tôi ưu tiên là tự làm và nhờ vả cho tiết kiệm chi phí nhá ok Đấy, rồi có kế hoạch làm bởi vì ta làm rất là thường xuyên đúng không ví dụ như là đăng banner trên web Uh, thay cái theme cái chủ đề cho page rồi để làm video banner poster vân vân kiểu như thế ok nhá đấy là cái phần thứ ba là kênh phân phối và bán hàng đến phần thứ tư cái màu vâng đến phần thứ tư đây rồi sửa đi ạ phần 4 là phần nhân sự rồi chúng ta tự làm một mình hay là có đội nhóm đúng không thì nhân sự ở đây tôi sẽ tiếp cận theo cách là tiếp cận đầu công việc. Ví dụ như là nghiên cứu và phát triển mẫu, đặt hàng sản xuất, nhân viên làm quảng cáo, nhân viên chăm sóc các nền tảng như web, như page, chăm sóc khách hàng chốt đơn, đóng đơn giao hàng đối soát công nợ, kho hàng đúng không ạ? Ví dụ như đây là một, đây là một. Đấy, đây là một nhưng mà nếu như mình tự làm ấy thì một mình mình làm tất, đặt hàng cũng mình, sản xuất cũng mình thanh toán cũng mình chốt đơn cũng mình chăm sóc hàng cũng mình kiểm đếm kho cũng mình đúng không một mình mà thế còn mình có hai người ba người hay 10 người thì mình phải chia team ra thường thường một cái team mà bán doanh số khoảng tầm độ tỷ rưỡi hai tỷ thì nó cần khoảng 5 người lại năm người rồi sản xuất media làm photoshop hình ảnh video này nọ cũng cần một người đúng không ạ các yêu cầu về kỹ thuật kỹ năng đạo đức lương thưởng đấy rồi trình độ đào tạo đấy, chương trình đào tạo nội dung đào tạo thời lượng đào tạo file đã có chưa đào tạo bao nhiêu buổi ai là người đào tạo kết quả đạt được là gì đấy đúng không ạ lịch trình dự kiến mình phải ghi rút là tháng sau mình tuyển dụng này thì mình phải đăng ký đào tạo sau đấy bao nhiêu lâu này vân vân tức là phải có nhá phải có đấy, kế hoạch chi tiết đấy, rồi thì vấn đề về lương thưởng thì ai là người tuyển dụng tuyển dụng qua kênh nào ví dụ như là vào các group đăng Facebook đăng Zalo đăng hay là dùng những cái gói trả phí đúng không? Đó, đó rồi lương thưởng thì trả như nào lương cứng bao nhiêu đi làm chấm công thưởng như thế nào phạt như thế nào phải có Excel ra phải có nhân viên nó đến nó chỉ chăm chăm hỏi câu đấy thôi rồi tiếp tục Mục số năm là vốn và dòng tiền vốn thì bây giờ mình đầu tư tối thiểu là bao nhiêu vốn ban đầu mình đang có là bao nhiêu dự kiến có thể đi vay được không vay ai lãi suất hay như thế nào đó chúng ta phải tính đầu tư tối thiểu các danh mục đầu tư mua sắm ban đầu phải chi tiết hóa ra lại tiếp tục excel nha cái gì tôi cũng đòi excel hết chi tiết hoặc là word cũng được nhưng mà làm excel cho nó tiện dễ theo dõi nha có cho tôi các con số này chi tiết con số ra, đấy, rồi tính điểm hòa vốn thì tính rồi, báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì khi chạy là sẽ có báo cáo, đúng không ạ? Mình đặt, đấy, mình đặt mục tiêu, sau đó thì mình uh, báo cáo thực tế và mình đánh giá là có đạt hay không. Ví dụ như mình đặt mục tiêu là một tỷ nhưng mà mình chỉ đạt được có 600 700 thôi như vậy là mục tiêu đang sai hoặc là hành động đang chưa tốt, đấy, số tài khoản của mình là như thế nào? Có cần phải số đẹp hay không? Thuế má Nếu mà có liên quan Bởi vì giao hàng mà không có hóa đơn chứng từ là Đơn vị người ta bắt đấy Rồi thì dòng tiền lưu chuyển Ví dụ như chúng ta kinh doanh 3 tháng không bán được 6 tháng không bán được thì sao? Đường nuôi, đường rút là gì? Nha Mình phải tính được cả đường lui đường rút của mình Các chỉ số về tài chính Rồi cũng tính toán về dòng tiền khi tăng trưởng doanh số tốt À, rồi thì vấn đề về quản lý, đúng không ạ? vấn đề về quản lý tài chính, thất thoát rất nhiều. Đấy, ví dụ như nhân viên nó ăn cắp, nhân viên nó làm ẩu, nhân viên nó đi đơn ngoài, chúng ta không biết, đúng không ạ? Đấy, nhân viên nó tồn kho nó không biết, nhân viên nó uh, làm mất hàng không hay đấy, ship hàng hoàn rất nhiều, vân vân, đấy vấn đề quản lý và thất thoát. nha, các anh chị và các bạn nhé, phải liệt kê ra các nguy cơ là gì giải pháp là như thế nào có file có chính sách chưa có quy định chưa đấy thì ví dụ như chỗ nhân sự này thì tôi cũng nói thêm là ví dụ như là phải có cả vấn đề về hợp đồng hợp đồng lao động chúng ta ký đàng hoàng đóng bảo hiểm cho họ <laughs> rồi đến mục số 6 màu xanh lam đây thì chúng ta sẽ phân tích về thị trường thì có rất nhiều các cái yêu cầu tôi cần phân tích ví dụ như phân tích mô hình pastel là gồm 6 cái chữ cái tiếng anh Đấy, chính sách này kinh tế này rồi thì công nghệ này rồi thì uh, luật pháp này vân vân kiểu như thế đúng không ạ rồi môi trường này thì đây là phân tích mô hình pastel chúng ta phân tích ra đủ 6 cái chữ cái chúng ta search google ra xem pastel là gì nó sẽ thấy ngay Tại sao chúng ta cần phân tích nhiều mô hình? Bởi vì là phân tích như thế cho chúng ta có cái nhìn tổng thể, hiểu hơn về thị trường, hiểu hơn về cái ngành nghề của mình. Phân tích SWOT là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức. Điểm mạnh thì phải phát huy, điểm yếu thì phải khắc phục, cơ hội thì phải tận dụng, thách thức thì phải tìm cách vượt qua. Phải nói rõ ra, phải nói rõ ra để chúng ta từ đó chúng ta lựa chọn ra được cái sản phẩm, cái mức giá cho nó phù hợp quay lại với cái phần chiến lược về sản phẩm à, tất cả những cái dữ liệu này tất cả những cái thông tin này thông số này chúng ta là phải thấy là nó phải thống nhất với nhau chứ phân tích một kiểu xong đó lại đưa ra giải pháp một kiểu thì không đúng đúng không phân tích gáp là khoảng, khoảng trống của thị trường gáp có một cái mô hình riêng ước lượng dung lượng thị trường và mong muốn cái doanh số của mình rồi tiếp theo là phân tích về rủi ro tài chính ví dụ như là thua lỗ thì là thua lỗ bao nhiêu tiền theo các kịch bản đấy, 3 tháng 6 tháng 1 năm đấy, mức tối đa đấy, sau đó nếu mà ta dừng lại ta bán hết máy móc thanh lý hết thì ta lỗ bao nhiêu phải biết đúng không ạ Khi nào thì dự án lên dừng lại các chỉ số đấy, phải có các cái chỉ số cảnh báo đúng không ạ phải có các chỉ số cảnh báo rất là mạnh cho chúng ta đấy đây các chỉ số báo hiệu cho dự án thất bại hoặc là thành công hoặc là thành công nguy cơ thua lỗ là bao nhiêu phần trăm ước lượng khả năng hòa vốn là bao nhiêu phần trăm à, nếu có lãi à, thì là lãi bao nhiêu à, lãi bao nhiêu mỗi tháng dự kiến thôi đưa ra các kịch bản về chưa ạ để nó phân tích về rủi ro tài chính à, phân tích các yếu tố dẫn đến sự thành công à, thành công thì cần yếu tố nào ví dụ nhân sự mẫu mã giá cả kênh phân phối tài khoản ổn định vân vân thì tất cả những yếu tố này phải liệt kê ra đúng không liệt kê ra sau đó phải đảm bảo những cái thứ đấy nó phải hoạt động tốt đúng không ạ hay là cần phải được đào tạo đấy. hay là được đào tạo đúng không ạ thì gặp thầy phan anh đúng không ví dụ như thế đấy, yếu tố nào là quan trọng nhất cho trọng số ra tỷ trọng của các yếu tố dự báo tình hình kinh doanh trong 3 tháng 6 tháng 12 tháng của cả dự án của chúng ta và những cái nguyên nhân dẫn đến sự thất bại nêu những nguyên nhân có thể và làm sao để tránh đưa ra giải pháp đúng không sau đó thì chúng ta có thể phân tích đối thủ chọn ra 10 cái đối thủ tương đồng nhất với dự án về sản phẩm về quy mô về cách làm để phân tích để học hỏi đúng không Đấy, rút ra điểm mạnh học hỏi Đấy, rút ra điểm yếu để mà khắc phục tránh nó đi đừng đi vào vết xe của người ta nữa đúng không phân tích có báo cáo đàng hoàng tôi có làm hết những cái này khi mà tôi làm cho các doanh nghiệp tôi đều có phân tích có những cái bảng phân tích phân tích cái gì những phân tích sản phẩm phân tích giá bán phân tích cách bán phân tích chương trình khuyến mại vân vân phân tích nguồn hàng nhiều lắm ví dụ như là mình cũng bán hàng như họ tại sao mình không bán được bởi vì người ta nhập có uh, 100.000 nhưng mà mình nhập đến một triệu rồi thì nó quá là khó đúng không hay là người ta nhập trăm mình nhập trăm rưỡi thì làm sao mà bán nổi đấy ví dụ như vậy rồi tiếp tục là mục số 7 và ở đây tôi bị đánh quá mất một số nên cứ bị lùi mục số 7 và cũng một cái màu xanh khác là chương trình bán hàng chăm sóc khách hàng đúng không thế thì chúng ta phải có quy trình chăm sóc khách hàng quy trình chốt đơn nhá đề nghị là phải có file quy trình phải có file kịch bản file đâu chưa có file thì đừng có mà chạy đúng không chốt đơn tự làm hay là thuê nhân viên làm thì quy trình kịch bản đâu đào tạo chưa đúng không ạ tỷ lệ chốt đơn tối thiểu là bao nhiêu ví dụ như là một ngày chạy ra 300 tin nhắn nhưng mà chỉ chốt được 10 đơn thôi thì thấp quá đúng không ví dụ như bình quân bây giờ thị trường nó chốt khoảng 15 đến 20 thì tức là 10 tin nhắn thì mình phải chốt được là dạ 2 hai đơn đấy gọi là tỷ lệ 20 phần trăm còn 30 phần trăm là 10 tin nhắn mình chốt được 3 đơn Ok Thế thì nếu mà mình chốt được 3 4% thì tỷ lệ đấy thì gần như mình sẽ không thể nào lãi được bởi vì chúng ta chi phí quảng cáo nó sẽ bị cao. thưởng cho nhân viên chốt đơn thành công như thế nào? Đúng không ạ? Mấy nghìn đồng rồi thì danh số thưởng đơn thưởng kép cho người ta. Tiếp tục. rồi chương trình chăm sóc khách hàng đúng không? Khách VIP như thế nào? Có mấy loại VIP, định nghĩa khách VIP là gì? VIP thì được cái gì? Có chương trình ra cụ thể viết thành file Excel ra để mà chúng ta áp dụng đúng không? Tần suất chăm sóc lại ví dụ một tuần hay hai tuần một lần hay một tháng quy trình chăm sóc cách chăm sóc công cụ chăm sóc nhắn tin Facebook nhắn tin fanpage nhắn tin Zalo kết bạn hay là gửi quà hay là sinh nhật Đấy, ví dụ như thế hay là giảm giá thì vấn đề là tùy bạn nhưng mà bạn phải có chương trình OK và Mục số 8 là chúng ta phải lập toàn bộ những cái mà tôi vừa nói ra thành kế hoạch công việc kế hoạch công việc là ai làm gì từng ngày từng tuần kế hoạch công việc phải đạt được khối lượng đạt được chất lượng đạt được cam kết thời gian công sức tiến độ đúng không phân bổ cho từng người từng ngày từng công cụ phân bổ theo ngân sách theo dòng tiền theo doanh thu và nguyên tắc là doanh thu nào chi phí ấy nhé doanh thu nào chi phí ấy Đừng có nghĩ là ừ ngày mai tiền nó về Và phải có những file Excel này Đấy, Mỗi một hạng mục của tôi tôi đều đòi những cái file Word file Excel rất nhiều Đấy. Ok Và cuối cùng một số cuối cùng đây là tôi giới thiệu về tôi Đúng không ạ à, Cái sơ đồ My Map này được viết bởi Phan Anh Và công ty PA Marketing Thì tôi có một cái khóa đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh rất là bài bản chuyên nghiệp và tôi dày dặn kinh nghiệm vì tôi vừa là giảng viên đại học tôi vừa là doanh nhân tôi vừa đi làm doanh nghiệp của tôi cũng như đi tư vấn à, hiện nay thì tôi đang làm cố vấn cho một cái đơn vị về thời trang giữa dịch như này chúng tôi vẫn bán được doanh số cũng bằng tương đơn vị tính bằng tiền tỷ à, tất nhiên cũng không có lãi nhiều đâu nhưng mà không bị lỗ và vẫn không phải đem tiền nhà đi cũng có lãi một chút à, tất nhiên trong thời kỳ dịch và giãn cách xã hội căng thẳng như thế này video này tôi đang làm đêm ngày mùng 7 tháng 9 đúng không ạ vâng Đấy. vẫn bán được hàng các bạn nhìn thấy nhá Đấy chưa ạ, tôi có một cái khóa học đào tạo về bán hàng thời trang online, bán hàng thời trang online, kinh doanh thời trang trực tuyến, và rất là thực tế, rất là thực chiến, dạy cho các bạn 12 hai buổi, tất cả những cái vấn đề các bạn vừa nêu, tôi đều dạy cho các bạn công cụ bán, dạy cho các bạn cách làm chương trình khuyến mại, làm hình ảnh, viết content, lựa chọn sản phẩm để các bạn không bị thua, để các bạn không bị thất bại và các bạn không bị mất tiền mà nếu như mà các bạn mà đang kinh doanh thời trang rồi mà không bán được hàng thì các bạn cũng gặp tôi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các kênh bán đó Bây giờ dịch dã như này bán thời trang vẫn bán được học trò tôi đây, doanh số tháng vừa rồi vẫn bán năm sáu trăm triệu và vẫn lãi được khoảng độ 15 tức là lãi khoảng bảy tám chục triệu Đấy. có một uh, bà chủ với hai nhân viên thường thường một cái quy mô shop nhỏ nhỏ hai ba người như thế tháng cũng kiếm được bảy tám chục đến một trăm không tồi một chút nào không tồi một chút nào nhá tôi đã chạy quảng cáo và làm cho rất là nhiều đơn vị rồi các bạn có thể check thông tin về tôi thông qua web pa marketing vn email phan và online gmail số điện thoại là 0989 623 888 0989 623 888 và à, tôi là giảng viên đại học khoa thương mại điện tử của một trường đại học đó và các bạn có thể search google Đấy, các bạn có thể search google hoặc là Facebook về tôi à, hoặc là YouTube đúng không ạ có rất là nhiều kênh để các bạn có thể xem YouTube là PA Marketing các bạn tìm cũng sẽ ra thấy cái video này à, và các bạn đừng ngại ngần liên hệ với tôi nếu như các bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh về ngành thời trang các bạn đang kinh doanh thời trang nhưng không bán được hàng các bạn muốn bán hàng online mạnh hơn các bạn muốn bán hàng đa kênh đó thì chắc chắn rằng là tôi là một cái lựa chọn rất là chuẩn mực bài bản và thực chiến. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi bài học này và cái file này, cái file này nếu mà các bạn muốn xin nha cái file này toàn bộ cái, cái sơ đồ này thì tôi sẽ để lên website PA marketing của tôi thì các bạn vào các bạn tìm, các bạn tìm và các bạn tải file bằng cách này này. Tôi sẽ dạy cho các bạn một cái cú pháp tải file. Các bạn vào google nhé các bạn vào google các bạn đánh, các bạn đánh từ khóa là Um, kinh doanh thời trang online à, size 2. chấm à, pa marketing ok thế thì tôi sẽ làm mẫu cho các bạn ví dụ như thế này các bạn vào google kinh doanh thời trang size 2. pa marketing vn enter à, thế thì khi các bạn tìm như thế này Tức là Google sẽ trả những cái từ khóa có tên là kinh doanh thời trang chỉ về kết quả trên trang PA Marketing thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy bạn, toàn bộ thấy PA Marketing có rất nhiều các khóa học, bài viết về fashion marketing rất nhiều. Đấy, ok, hiểu vấn đề chưa? Các bạn tìm từ khóa là kinh doanh thời trang hoặc kinh doanh thời trang online sai 2 chấm nhá, cú pháp là sai 2 chấm PA marketing. Các bạn sẽ ra được, các bạn sẽ tải được cái file này còn nếu mà các bạn không tải được cái file này thì các bạn liên hệ với tôi qua email Phan anh online hoặc là facebook hoặc là zalo đây zalo cũng là số này nhưng mà không kết bạn được nữa nha zalo bị full rồi đầy rồi ok xin cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào